Guitar của Suzuki. Cây này là SDG6NL, guitar của Suzuki, một thương hiệu của Nhật. Cây này thì made in China. Bây giờ nó giống như mà đàn iPhone sản xuất ở Trung Quốc vậy đó. Nên dầu China nhưng mà nó vẫn là chính hãng. Cái đàn này gọi là rất ít sử dụng. Đàn mới thì anh em liên hệ nó khoảng 2,5 triệu. Cái đàn này chúng mình bán lại 1,5 triệu nha. Anh em mới học những cây đàn như vậy thì nó khá là chất lượng. 1,5 triệu nếu mình mua mới thì nó chỉ là những cái cây Trung Quốc thôi. Guitar đặc biệt cái là càng để lâu những cây đàn chất lượng thì gỗ nó theo 5 tháng thì nó sẽ phát ra cái âm thanh đúng chất của gỗ. Xin chào anh em, mình có ship code toàn quốc. Nên anh em cần thì có thể liên hệ qua số Zalo, điện thoại của mình. Xin cảm ơn.